Nga giành thêm làng ở tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này kiểm soát làng Ivano-Dariva thuộc Donetsk, nằm gần địa giới hành chính giữa tỉnh này và Lugansk. Các đơn vị thuộc cánh quân du tác chiến tích cực, giải phóng làng Ivano-Dariva thuộc tỉnh Donetsk và kiểm soát vị trí có lợi hơn, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 7 cho biết. Ivano-Dariva nằm gần địa giới hành chính giữa tỉnh Donetsk và Lugansk, cách thành phố Bakhmut khoảng 30 km về phía đông bắc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này gây thiệt hại cho nhiều lữ đoàn Ukraine tại khu vực lân cận, trong đó có thành trì Chasovia nằm ở phía tây Bakhmut. Lực lượng Ukraine trong khu vực mất 750 binh sĩ, một thiết giáp Kozak và 6 xe cơ giới. Lực lượng Nga phản pháo và hạ một pháo phản lực BM-21 Grad, 4 pháo J-30, 1 pháo J-30, 1 pháo M-198 và 2 pháo M-119 do Mỹ chế tạo. Ngoài ra, các đơn vị Nga còn phá hủy 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N, 2 trạm radar phản pháo AN-TPQ-50 do Mỹ sản xuất và 6 kho đạn giả chiến của đối phương. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga chiếm ưu thế về nhân lực lẫn vũ khí trước Ukraine và đang tiến quân từ từ tại vùng Donbass, kiểm soát thêm nhiều khu dân cư trong khu vực. Ukraine cho rằng Nga đang chịu thương vong lớn và hy vọng viện trợ quân sự của phương Tây sắp tới tiền tuyến có thể giúp họ ngăn đà tiến của đối phương. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.